Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 2022, chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc, học đến tập 100. Chúng ta ngày nào cũng nhắc nhở nhau cái việc mà quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta, đó là đời này nhất định phải vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nhớ, đây là cái việc quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta, không có việc nào quan trọng hơn việc này. Mỗi một người chúng ta bây giờ mình bình tĩnh suy nghĩ, nhìn thấy có những người cả cuộc đời của họ lo cho sự nghiệp giàu sang, rồi mong có của cải để lại cho con cháu, nghĩ mọi cách để con cháu mình được thịnh vượng, đủ cách hết. Rồi cuối cùng có sự tồn tại gì mà vĩnh cửu đâu quý vị. Đa phần là một hơi thở thở ra, không hít vào thì không có gì cầm theo được ở cuộc đời này, mà còn tạo một đống nghiệp đi đọa tam đồ ác đạo. Đây là cái chỗ thê thảm, chỗ thê thảm. Nên mình quyết chí đời này phải sanh về thế giới Cực Lạc, vì về thế giới Cực Lạc chúng ta mới giải quyết tất cả vấn đề khổ đau. Nếu không về thế giới Cực Lạc thì chúng ta mãi mãi chầm lưng trong sự khổ đau mà không có ngày được ngừng nghỉ. Dù cái vui gì trong cuộc đời này mà nếu không niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thì cái vui đó hoàn toàn giả tạm. Nên người niệm Phật mỗi ngày vui vẻ nhưng có một phương hướng giải thoát. Hồi tối những đức chia sẻ lớp đạo làm con, những đức nói một câu rằng người niệm Phật có nhiều biện tài. Chỉ cần người thân con cháu mình mà tiếp nhận pháp môn tịnh độ này thì tự nhiên càng ngày họ càng giỏi một cách lạ kỳ. Chính những đức ở trong Hoa Tam Bảo, những đức thấy có những người đi vô chùa biết rằng là ở nhà không biết làm gì hết, vậy mà đi vô chùa rất nhiều việc tự họ phát huy, họ rất giỏi. Thì một câu Phật hiệu này có thể điều chỉnh từ một con người xấu cho thành người tốt, từ một con người không có phương hướng cho thành có phương hướng, từ một con người không biết gì là giải thoát, niệm Phật giết rồi biết cái chuyện giải thoát. Nên niệm câu Phật hiệu này là niệm cái biện tài. Danh hiệu A Di Đà Phật là toàn giác. Nên chúng ta niệm câu Phật hiệu này là niệm cái giác ngộ của Phật. Thì mình từ từ mình khai chuyển được cái tính giác ngộ của chính mình phát triển ra. Nên một câu Phật hiệu này cứ chân thật mà hành trì, cái kết quả cực kỳ lớn. Quý vị biết, đem câu Phật hiệu này áp dụng vào tất cả mọi hoàn cảnh, sự khổ đau cùng cực, tiếp nhận câu Phật hiệu này thì từ từ hết khổ đau. Sự ngu si cùng cực, tiếp nhận câu Phật hiệu này từ từ thông minh trí tuệ. Cái bệnh hoạn, tiếp nhận câu Phật hiệu này thì giải nghiệp hết bệnh. Cái sống tiêu cực, tiếp nhận có Phật hiệu này thì từ từ sống tích cực. Cái thọ mạng ngắn ngủi, tiếp nhận có Phật hiệu này thì thọ mạng kéo dài.
gia đạo suy thoái, không thịnh vượng, tiếp nhận câu Phật hiệu này thì gia đạo thịnh vượng. Có nghĩa là một câu Phật hiệu này áp dụng vào tất cả những cái cuộc sống nhân sinh của con người chúng ta. Nên mới nói rằng niệm một câu Phật hiệu này là giác ngộ nhân sinh. Đem câu Phật hiệu này áp dụng vào nhân sinh để sống thì gọi là một câu Phật hiệu giác ngộ nhân sinh. Mỗi người chúng ta nên trân quý quý vị, nên trân quý với môn tịnh độ. Nên những đức chia sẻ Bảo Pháp thường nói rằng pháp môn tịnh độ này là pháp môn cứu khổ cứu nạn của chúng sanh trong thời mạt pháp, mà gọi là cứu gấp. Cứu gấp. Quý vị biết rằng là mọi lúc mọi nơi khi chúng ta có kiếp nạn gì xảy đến, lúc bình thường chúng ta thường niệm Phật rồi, khi kiếp nạn gì xảy đến, dù tai nạn gì, thì quý vị cũng có thể đề xuất có Phật hiệu và áp dụng cho mỗi lúc mỗi nơi. Tại vì mình mỗi ngày bổ túc được cái câu ai với Đạo Phật để áp dụng vào cuộc sống nhân sinh, thì tức khắc lúc bất cứ gặp kiếp nạn gì là tức khắc quý vị đề xuất có Phật hiệu liền, niệm lên có Phật hiệu. Vì có Phật hiệu quá gọn quý vị, niệm chỉ có một câu ai với Đạo Phật. Thí dụ như giờ quý vị làm cái gì, cái miệng mình cứ đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật được. Quét nhà, lau nhà, rửa nhà, vệ sinh, có nghĩa là mỗi lúc mỗi nơi đều áp dụng câu Phật hiệu này vào. Quý vị mà nhiệt tình hết lòng mà làm như vậy thì quý vị sẽ thấy được câu Phật hiệu này lợi ích cực kỳ lớn. Thí dụ như có khi bằng ngày bằng đêm gì đó mà mình có nhiều bữa mình ngủ không được, nếu như quý vị cứ nằm chằn chọc quay tới lộn lui khó chịu nặng nề nhức đầu vậy đó, lúc đó không cần quan trọng cái chuyện ngủ nữa, bắt đầu niệm Phật. Một là bật cái điều hộ niệm, như đức niệm câu bị niệm theo một câu. Còn hai là quý vị cứ tự niệm rất là lạ, là dù quý vị ngủ không được nhưng mà niệm Phật khi ngồi dậy người tỉnh veo, khỏe khoắn sảng khoái vô cùng luôn. Cũng như buổi sáng những đức chưa lên chánh điện tu như ngày chủ nhật này là chia sẻ Phật pháp luôn nè, thì những đức cùng với hai anh em mà đặt máy quay phim lễ Phật chút lễ Phật một chút thôi thì bắt đầu người sảng khoái liền. Cái môn lễ Phật này cực kỳ quan trọng luôn, là cái lúc cái nhịp mình đứng mà xá xuống quý vị, xá xuống đầu cúi xuống, và cái nhịp mà khi năm vóc sát đất, nó làm cho con người mình nó sảng khoái và người nó tỉnh táo vô cùng luôn. Giống như máu nó bơm lên não, nó làm cho bộ não mình nó giống như nguyên một đêm mà nó không có được hoạt động nhiều. Khi mà mình lễ Phật thì bắt đầu là máu nó bơm lên não, nó làm cho cái não mình sáng suốt lên, tỉnh táo. Từ nơi đó mà lễ Phật chút thôi, người sảng khoái lắm. Đúng là cái môn lễ Phật này là cái môn đặc biệt. Quý vị để ý căn tính của mình, chỉ cần ngồi tụng kinh trì chú hay là ngồi niệm Phật chút là bắt đầu sắp sửa hôn trầm, buồn ngủ. Nhưng mà cái môn lễ Phật này thì càng lễ càng khỏe, càng lễ càng tỉnh. Có một sư cô có đến gặp những đức hỏi một câu: thầy ơi, con cả lễ Phật nó cũng ngủ luôn, con phải làm sao? Những đức nó thì tiếp tục niệm Phật lễ Phật, nó chưa đủ đô của nó thì nó cứ ngủ, thì bây giờ tiếp tục cái niệm Phật lễ Phật. Phương pháp niệm Phật lễ Phật là một phương pháp trị bá bệnh. Từ nơi đó nếu như chỉ cần căng thật mà tin, đừng bao giờ áp dụng thời gian cái đầu,
cứ nghĩ không biết có kết quả hay không, áp dụng thời gian cái nghĩ không biết có kết quả hay không, đây là thất bại. Thất bại ngay cái chỗ là thiếu lòng tin. Cái thành công ngay chỗ là tin 100%. Nên những đức thường khuyên những người chúng ta mà thường niệm Phật, dùng chiếc máy bấm số này để đưa lên cái số lượng mỗi ngày nhớ, rất là hay. Tập thành cái một cái thói quen bấm số niệm Phật, niệm Phật lâu ngày thành quen, đưa lên một số lượng cả ngày như vậy, cố gắng mót câu Phật hiệu. Đại lão Hòa Thượng Chí Tịnh khi còn tại thế ngày nói rằng có khi tu mót mà nó còn nhiều hơn là thời khóa tu chính. Nên tu mót cực kỳ quan trọng. Nên mỗi một người chúng ta thường mót câu Phật hiệu, cầm chiếc điện thoại tối ngày chơi điện tử, bấm này bấm kia tùm lum tùm la trong đó. Hoặc là ngồi đó chat cho người này, chat cho người kia, nhắn tin người này, nhắn tin người nọ. Quý vị biết rằng kết bạn khắp nơi nơi rồi nhắn tin này tin nọ đủ chuyện, nói này nói kia đủ chuyện. Quý vị biết rằng là cái ý căn này nè là tổn phước tổn đức rất là lớn. Tổn phước tổn đức rất là lớn. Tại vì kết bạn rồi nhắn tin rồi nói lời giả dối, nói lời không chân thật, nói lời trao chuốt, giết rồi con người. Nó tiêu cái âm đức của mình luôn. Người đờ đẳng, khù khờ, mặt mày khờ, không có lanh lẹ. Nhớ. Nên chúng ta mỗi ngày siêng năng tu phước tu duyên là niệm ngay câu Ai Di Đà Phật này. Cầm chiếc máy bấm số nhỏ xíu gì mà Ai Di Đà Phật bấm cái, Ai Di Đà Phật rồi bấm, Ai Di Đà Phật rồi bấm. Cứ như vậy thì tạo ra cái âm đức phước duyên cho mình, mà người mình tỉnh táo sáng suốt, sảng khoái vui vẻ an lạc. Rồi cuối cuộc đời mình lại có một phương hướng đi về Tây Phương Cực Lạc đó chứ. Chỗ đặc biệt như vậy vì sao chúng ta mỗi người không gầy dựng quý vị? Pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng thì phải nhớ. Nên có một đoạn nè: thờ mạt pháp này, nếu bỏ đi pháp môn niệm Phật thì không có pháp môn nào có thể giải thoát được biển khổ sinh tử ngay trong một đời. Nếu chẳng biết được tốt xấu, không biết mình là phàm phu, vô minh ngu si, chướng sâu phúc mỏng, nghiệp dày mà không y cứ vào lời dạy của Đức Phật, thành thật tu hành, nương nhờ sức Phật cứu độ bởi pháp môn niệm Phật, không thể nghĩ bàn này, lại theo ý riêng tu hành các pháp môn khác, thì không có cách gì đạt được lợi ích và thụ dụng chân thật, lại không thể giải thoát khổ đau sinh tử trong đời này. Nghe rõ ràng quý vị, rất là hay. Những đoạn văn của chư tổ sư chỉ dạy chúng ta chân thật tin với môn niệm Phật, chân thật niệm Phật áp dụng vào cuộc sống, quý vị sẽ thấy cái sự lợi ích xác thực luôn. Sự lợi ích rất là xác thực. Còn lông bông nay tu môn này, ngày mai tu môn nọ, bữa nay nghe đầu này, ngày mai nghe đầu kia, có khi cả đời của mình lại bỏ phí thời gian, cuối cùng không có kết quả gì hết. Thường là những người tâm tư loạn động tu tùm lum thứ, là khi cặn tử nghiệp chết là thường những con người này mê hoặc điên đảo. Thường là mê hoặc điên đảo quý vị. Tại vì sao quý vị bỏ vào đó? Vì làm loạn tâm loạn trí. Loạn tâm loạn trí. Nếu như cái người này mà biết quy nhất tâm một hướng chân thật niệm Phật, lão thật niệm Phật, ai nói mình ngu, ai nói mình khờ, kệ mình cứ gây dựng tín nguyện niệm một câu Phật hiệu tới cùng, thì chắc chắn quý vị luôn, cuối cuộc đời mình rất tỉnh táo. Giống như người xưa nói, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Thà mình làm một nghề mà nó thành công còn cực kỳ hơn là người biết nhiều nghề mà không nghề nào xong nghề nào. Con người mà chỉ cần biết dưỡng tâm,
hướng thiện, tu nhân tích đức, ăn chay niệm Phật, phóng sanh. Chỉ cần quý vị gây dựng như vậy thôi thì số mệnh quý vị sẽ thay đổi liền. Số mệnh sẽ thay đổi liền. Đó là một cách tích tụ nguồn năng lượng cao cấp nhất cho cơ thể chúng ta. Đó là niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật là một phương pháp tích tụ nguồn năng lượng cao cấp nhất. Những đức để ý, có những khi những đức cũng thấy nặng nề, suy nghĩ nhiều việc cũng nhức đầu. Nhưng nằm xuống cái giọng nghỉ ngơi hoặc là ngồi nhớ Phật niệm Phật cái một chút là hình như cái bộ thần kinh của mình giống như nó được so bóp quý vị. Thần kinh nó nặng nề gì mà đề xướng có vật hiệu nhẹ nhàng, thư thái. Từng câu vật hiệu giống như là nó chạy rằng từ trên đỉnh đầu mình đi xuống tới gót chân mình, từ gót chân mình lên tới đỉnh đầu, giống như là nó tích tụ nguồn năng lượng cho mình, để gọi là cái bộ phận cơ thể của mình nó được hoạt bát thoải mái và vui vẻ, nguồn năng lượng được tích tụ dày lại, người sảng khoái lắm. Cái câu Phật hiệu này quý vị mà chỉ cần biết áp dụng thôi, tuyệt vời lắm. Nên quý vị nghe chư tổ sư dạy, thời mật pháp này nếu bỏ đi pháp môn niệm Phật thì không có pháp môn nào có thể giải thoát được biển khổ sinh tử ngay trong một đời. Pháp của Phật thì pháp nào cũng là pháp giải thoát, nhưng để chúng ta tu mà cái pháp tự lực đi vào thì không ai làm nổi. Trong thời mật pháp này Đức Phật nói không người nào làm nổi. Chỉ có pháp môn niệm Phật này tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, chân thật niệm Phật, Phật Di Đà tiếp dẫn. Chúng ta niệm Phật là việc của mình làm, Đức Phật A Di Đà có trách nhiệm tiếp dẫn chúng ta giảng sanh, nên gọi là pháp nhị lực. Nếu như trong thời mạt pháp này mà Đức Thế Tôn không chỉ chúng ta pháp môn niệm Phật này thì chúng sanh từ bây giờ cho tới pháp vận Đức Thế Tôn diệt sạch là hơn 9.000 năm nữa thì chúng sanh chúng ta phải chịu cảnh đọa lạc hết. Nếu không có pháp môn niệm Phật này thì chúng sanh trong 9.000 năm này sẽ hoàn toàn đọa lạc hết. Nên pháp môn niệm Phật này là cửa màu dẫn dắt chúng sanh trong thời mạt pháp được giải thoát. Và chúng sanh trong thời mạt pháp thấy mình có cơ hội có thể tu pháp này được và có thể một đời giải thoát được. Bởi vì nhớ rằng pháp môn tịnh độ này áp dụng thẳng vào cái cuộc sống, và hiện đời tu hiện đời vui luôn, và hiện đời tu hiện đời giải thoát. Nên thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Nếu chẳng biết được tốt xấu, không biết mình là phàm phu, vô minh, ngu si, chướng sâu, phúc mỏng, nghiệp dày, mà không y cứ vào lời dạy của Đức Phật, thành thật tu hành, nương nhờ sức Phật cứu độ, bởi pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn. Mình hãy xem lại mình đi quý vị, mình xem lại đi. Đầu óc chúng ta quay cuồng lúc nhớ lúc quên. Quý vị coi để ý, lúc chúng ta bệnh cảm sốt gì chút thôi là quý vị coi đầu óc nó quay cuồng. Có khi những người sốt nặng quá nói sảng. Mà này là cái sự khổ đau của bệnh hoạn này, lúc bình thường này chỉ có một phần. Còn cái lúc cận tử nghiệp và thân tứ đại rã rời thì 10 phần. Nếu như bây giờ mỗi ngày chúng ta không gầy dựng ngay câu vật hiệu này, vậy thì quý vị coi cuối cuộc đời chúng ta là mê hoặc điên đảo là đúng rồi còn gì. Nên mình xem lại đi, căn tính của mình đi, trí tuệ của mình đi, thọ mạng mình đi, phước báo mình đi. Tại sao không chân thật nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc? Nếu như biết y cứ vào lời dạy của Phật mà tin dùng 100%, vậy thì người gặp tịnh độ này tức khắc đời này có kết quả liền, hiện đời có kết quả, cuối đời được giảng sanh. Nhớ, nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà quên Phật thì bị nghiệp chuyển. Nên cái người nói mình tu nghiệp nặng, cực kỳ nặng, vậy thì nhớ Phật đi. Quý vị có thể biết rằng tôi là nghiệp rất nặng, sân si, khó chịu, bực bội, buồn giận người để trong tâm. Ai hơn mình là mình muốn hại người ta, mình muốn ghét người ta, chửi mắng người ta, thì biết đây là nghiệp chướng nặng nề. Vậy thì nhớ Phật đi, chuyển nghiệp. Nhớ cái câu niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp.
Niệm lâu ngày sẽ chuyển được phàm tâm. Chỉ cần nhớ Phật thì nghiệp gì cũng chuyển. Chỉ cần nhớ Phật thôi. Đi đứng nằm ngồi dùng câu Phật hiệu. Giống như ngày xưa mình ghiền một bài hát gì vậy. Bây giờ cứ áp dụng câu Phật hiệu cho mỗi lúc mỗi nơi. Cái người mà chân thật niệm Phật quý vị, họ có rất nhiều biện tài. Nhiều tối mà sinh hoạt chúng lớp đạo làm con, những đức thấy các cô trong chùa mình rất là nhạy bén, nhanh lẹ, học tập cái gì cũng nhanh. Chỉ sơ qua là học rất mau quý vị. Lên diễn cho đại chúng đồ coi vui vô cùng. Nó rõ ràng không? Có nhiều đứa con trong gia đình người ta khù khờ, chậm chạp, vì mà vô chùa mình nhanh lẹ hoạt bát lên, phát triển. Các cụ trong chùa mình cũng vậy, các thầy, các chú, ai cũng vậy. Ai người niệm Phật cũng có biện tài xuất hiện. Nên đem câu Phật hiệu này mà dạy con cháu mình, đúng là đang đem cái duyên ngọc như ý để mà tặng trao cho con cháu. Đây là của cải xác thực nhất, không bị tác dụng phụ. Nên nhiều người chúng ta nghe pháp môn niệm Phật này, phải nhận thức được pháp môn niệm Phật này là pháp đại thù thắng. Và biết căn tính của mình là ngu si, nghiệp chướng nặng nề, thì chăng thật nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc đi là đặc biệt nhất. Lại theo y riêng tu hành các pháp môn khác thì không có cách gì đạt được lợi ích và thụ dụng chăng thật. Lại không thể giải thoát khổ đau sinh tử trong đời này. Nếu bỏ tịnh độ mà tu các pháp khác thì không có cách nào đạt được lợi ích và thụ dụng chân thật. Quý vị nhớ, tu có pháp khác quý vị được cái lợi ích có khi hiện đời vậy thôi, nhưng mà cái thụ dụng chân thật thì không hưởng được. Đó là gì? Được giải thoát một đời này không làm được. Tu có môn tịnh độ này vừa được lợi ích xác thực mà cuối cuộc đời còn có thể được giải thoát. Đây là thụ dụng chân thật. Trong nhà Phật dạy tu hành là hướng đến giải thoát. Đời này mình được giải thoát là thụ dụng chân thật. Còn cái đạt được cái thành quả thế gian này, đó là giả tạm, không phải thụ dụng chân thật. Nhớ nghe quý vị. Nên mỗi người chúng ta nên trân quý pháp môn niệm Phật, chân thật đem pháp môn niệm Phật giới thiệu. Vì biết rằng những chiếc máy nghe pháp gì thôi mà lợi ích khi truyền pháp hữu hiệu vô cùng. Thẻ bích thế gian rất là đặc biệt khi mình tặng người thân. Còn chiếc máy này, chiếc máy dọn nước, bây giờ làm mới lại có hình những đức độ này kia, quý vị đeo làm việc nghe pháp cũng được luôn. Trong đây hơn 1000 buổi trong đây đều niệm Phật, đều hộ niệm, phương pháp tu đều trong đây có đầy đủ hết. Mỗi một chiếc máy nghe pháp có tờ giấy này kia trong đây, quý vị coi theo tờ giấy đó, bấm số thì ra y rang chỗ mình bấm số luôn. Thí dụ mình đang nghe pháp này kia rồi, rồi mình coi cái số trong đó là cái chỗ nào là điều hộ niệm mà âm thanh hay lắm nghe, chỗ nào là điều lễ Phật hay điều niệm Phật gì, bấm lại ngay số đó thì ra ngay điều niệm Phật đó. Rồi xong mình niệm Phật xong, mình muốn nghe pháp, mình bấm trở lại cái số này mình đang nghe lỡ dở thì tức khắc ngay chỗ đó luôn. Đặc biệt vô cùng. Một chiếc máy vậy thôi mà đem pháp môn tịnh độ đi giới thiệu, cực kỳ đặc biệt. Cần chiếc máy niệm Phật này quý vị coi, áp dụng trong mỗi lúc mỗi nơi, đi đâu cũng đem máy niệm Phật. Duyên với câu A Di Đà Phật là đại phước báo nhân duyên, vô cùng thù thắng. Nhưng Đức cứ thường nhắc nhở gì để mỗi một con người chúng ta tu phước tu duyên thù thắng nhất là đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đại chúng, ai cũng là người gầy dựng được tín nguyện niệm Phật kiên cố, cả đời nắm chắc câu Phật hiệu và quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.